Trong thời gian V-League tạm nghỉ cho Asian Cup và Tết Nguyên đán sắp tới, ban quản lý sân Vinh vẫn đang duy trì chăm sóc mặt cỏ đều đặn đảm bảo chất lượng tốt nhất khi các trận đấu quay trở lại. Dù không có trận đấu nào trong thời gian này, mặt sân vẫn được cắt tỉa và làm đẹp định kỳ.